Chào các bác đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Euro năm 2024 thì đã đến rất là gần rồi. Nhu cầu về lựa chọn một chiếc TV để xem chương trình bóng đá của các bác thì ngày càng tăng cao. Các bác mong muốn là lựa chọn một chiếc TV làm sao mà xem đá bóng đẹp và giá phải thật là tốt thì siêu thị điện máy Ecomart đang chạy chương trình cháy cùng Euro bóng lăn giá giảm, giảm giá cho rất nhiều các mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng TV. Trong chương trình khuyến mại đợt này, Ecomart giảm giá cho rất nhiều dòng từ các kích thước như là 55, 65, 75, 85, đặc biệt là giảm thêm dòng TV 98 inch. Vậy những model nào giảm giá trong chương trình cháy cùng Euro đợt này và giá hiện tại là bao nhiêu thì mời cả nhà hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Mã TV đầu tiên sẽ là dòng TV của thương hiệu TCL. TCL thì là một trong những dòng thương hiệu thì theo em nhận định thấy rằng đây là một dòng TV giá thành tương đối là tốt và nó sở hữu đầy đủ các tính năng như là tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và tìm kiếm rảnh tay. Về chất lượng hình ảnh thì khá là ok. Hiện tại thì nhà máy của TCL đã chuyển hết về Việt Nam rồi. Và với dòng TV của TCL thì cái thời gian bảo hành thường sẽ là 2 năm cho sản phẩm. Và khi mua tại Ecomart thì các bác sẽ được tham dự hay là mua thêm cho mình gói bảo hành một mở rộng nữa, cho nên là cái thời gian bảo hành sẽ dài hơn rất là nhiều. Dòng TV đặc biệt là model 65C845 sẽ là model đầu tiên nằm trong chuỗi khuyến mại mừng Euro giảm giá cho các bác. Đây sẽ là dòng TV thiết kế nguyên khối, hoàn thiện khá là tinh tế với thiết kế cạnh viền siêu mỏng cho các bác như cả nhà có thể nhìn thấy. Trong này thì sẽ là tràn full màn ba cạnh cho các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy thiết kế tương đối là mỏng. Viền và chân thì sẽ là kim loại nguyên khối cho các bác. Vì vậy cho nên mẫu TV này các bác có thể lựa chọn để ở trên kệ, hoặc nếu như không gian nhà mình chật các bác cũng có thể treo tường được. Với kích cỡ 65 inch này sẽ phù hợp cho nhiều không gian phòng, từ phòng khách, phòng ngủ rộng, phòng làm việc có diện tích lớn. Và cái chân đế của dòng này thì đây em thấy rằng là một cái chân đế khá là bền, cái độ bền cao và nhìn nó rất là sang trọng. Đặc biệt hơn là các bác có thể điều chỉnh được độ cao thấp để trưng bày phù hợp, cân bằng với nhiều vị trí trong ngôi nhà mình. Dòng này thì sẽ là độ phân giải 4K cho độ nét gấp 4 lần so với dòng Full HD thông thường. Đặc biệt là đây là dòng màn hình TV mini LED, cho nên là cái màu đen của nó khá là sâu và cái độ sáng cao cùng cái độ tương phản lớn hơn 1000. Cùng với đó là vùng local dimming sẽ mang lại cho các bác độ tương phản, cũng như là khi mà các bác xem phim các bác sẽ thấy những cái chi tiết hình ảnh cực kỳ là sắc nét. Đặc biệt là công nghệ quantum dot với gam màu và độ sáng đến 98% cho màu sắc tinh khiết hơn, trong trẻo hơn. Và toàn bộ TV này thì đều được xử lý qua bộ chip xử lý AIBQ Gen 3. Thì đây là bộ chip xử lý mà hoàn toàn sử dụng trí tuệ nhân tạo để suy nghĩ giống như một bộ não người và sẽ nắm bắt mọi chi tiết ở thế giới thực đưa vào trong hình ảnh của TV. Từ đó mà các bác thấy là kết quả khi các bác thông qua bộ chip xử lý này, cái hình ảnh của nó cực kỳ là xuất sắc. Bên cạnh đó thì cái dòng TV này nó còn có công nghệ AI Contrast này, công nghệ AI Color về màu sắc này, công nghệ AI Mantition này. Cái công nghệ AI Mantition này em thấy nó khá là phù hợp khi mà các bác xem đá bóng ấy. Nó sẽ phát hiện được các đối tượng chuyển động nhanh một cách nhạy bén, từ đó nó sẽ tính toán chuyển động theo cái khung hình. Vì vậy khi mà các bác xem đá bóng sẽ không còn tình trạng bị mờ, bị giật hoặc là bị xé hình nữa các bác nhé. Và với cái dòng này thì có các công nghệ định dạng khác nhau. Vì vậy cho nên vì sao mà hình ảnh của dòng này các bác thấy là nó sẽ rất là sáng và đẹp, đặc biệt là độ sáng của TV. Độ sáng của dòng TV này nó sẽ lên tới cho các bác là 2000 nit luôn. So sánh về cái độ sáng của các dòng TV TCL hiện nay thì dòng TV C845 này đang có độ sáng khá là cao để đem đến cho các bác những cái trải nghiệm khá là tuyệt vời về chiếc TV 65C845 này. Bên cạnh đó thì với dòng này thì với chất lượng về loa thì đây sẽ là dòng TV có công nghệ loa cho các bác lên tới là 60W và trang bị cho các bác là 3 kênh loa với tần số lên tới là 120. Đặc biệt một cái điểm nữa mà ở chiếc TV này em thấy khá là nhiều bác thích, đó là công nghệ ánh sáng xanh. Thì với công nghệ ánh sáng xanh này thì hoàn toàn là giúp cho các bác xem hình ảnh bảo vệ mắt khá là tốt. Và mẫu này hiện nay thì tại bên em đang bán cho các bác với giá ưu đãi trong đợt này World Cup với ưu đãi trong đợt Euro này, giá chỉ có 18.490 thôi, 18.490, và các bác sẽ được trả góp lãi suất 0%. Về các tính năng thì đã có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, có tìm kiếm rảnh tay cho các bác, và hệ thống ứng dụng thì sẽ là hệ thống app hoàn toàn mới cho cả nhà mình.
giá 18.490.000. Đây là một cái giá rất là tốt để các bác có thể tham khảo trong cái mùa Euro này. Ngoài mẫu 65C845 của TCL thì trong đợt chạy khuyến mại Euro này, Ecomart còn giảm sâu hơn nữa cho dòng TV 98 inch. Như các bác có thể nhìn thấy, em đang đứng trước một chiếc TV với kích thước lên tới là 98 inch. Mang đến cái dòng TV này nó có cái góc nhìn khá là rộng với thiết kế tràn viền ba cạnh cho các bác. Chân sẽ là chân kim loại ở vị trí hai bên. Với dòng này thì chân đế được hoàn toàn bằng chất liệu kim loại chắc chắn, bền đẹp, giúp nâng đỡ TV khá là tốt. Dòng này thì với model là 6998C69B các bác nhé. Và nó sẽ có độ phân giải 4K cho cái độ nét khung hình gấp 4 lần so với dòng Full HD thông thường. Đặc biệt là công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot giúp tăng cường cái độ chính xác của hình ảnh và mang lại cho các bác cái màu sắc khá là phong phú. Bộ chip xử lý sẽ là bộ chip xử lý AI BQ Pro. Nó sẽ nâng cấp nội dung hình ảnh có chất lượng thấp trở nên rõ nét và ổn định ở độ phân giải 4K. Bên cạnh đó nó còn tự động xử lý cũng như là tối ưu hóa màu sắc và độ tương phản hình ảnh, đồng thời mã hóa và tái tạo hiệu ứng âm thanh, mang lại cho các bác trải nghiệm khá là hấp dẫn. Dòng này thì có thêm công nghệ tấm nền HVA, thì đây là công nghệ mới của dòng TCL so với màn hình IPS thông thường. Vì vậy mà cái độ tương phản nó sẽ tăng lên gấp 5 lần. Vì đó, từ đó mà cái góc nhìn hình ảnh của các bác rộng hơn, luồng sáng hiển thị tốt hơn và giảm thiểu cho các bác cái hiện tượng chống phản sáng. Bên cạnh đó sẽ có thêm công nghệ HDR10 cộng này, công nghệ Dolby Vision này, với tần số quét lên tới là 120, có khả năng phân tích và bù trừ chuyển động, bổ sung thêm khung hình cho các bác và nội dung. Từ đó thì hình ảnh hiển thị mượt mà hơn, hạn chế được cái tình trạng bị xé hình. Với chiếc TV này thì bên em bán khá là nhiều cho hội trường hoặc là bán khá là nhiều cho quán bia. Những cái dòng TV này thì khách hàng lựa chọn mua khá là nhiều luôn. Và giá hiện tại của bên em đang rơi vào cho các bác có 38.500.000 thôi. Và với dòng này thì tần số quét nó là 120 rồi, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, có tìm kiếm rảnh tay cho các bác. Và công nghệ loa của dòng này cũng lên tới 60W cho các bác với 3 kênh loa cho nhà mình luôn. Và đây là một cái mẫu TV mà em thấy là khách hàng lựa chọn khá là nhiều luôn. Để mua cho những cái không gian rộng thì các bác đang có nhu cầu về mua TV kích thước màn hình lớn thì đây cũng là một trong những sản phẩm mà sẽ hứa hẹn là được khá là nhiều khách hàng quan tâm. Ngoài TCL thì trong đợt này Ecomart cũng còn giảm giá thêm cho một số các dòng TV khác như là dòng TV của thương hiệu Samsung. Với Samsung lần này thì Ecomart áp dụng giảm giá thêm cho dòng TV model là 65Q60B. Đây, 65Q60B đấy ạ. 65Q60B thì đây là model đã khá là quen thuộc với các bác rồi. Đây được đánh giá là dòng TV có cái giá thành tốt cũng như là sở hữu đầy đủ các tính năng cơ bản của một chiếc TV thông minh, đem đến cho các bác những cái trải nghiệm cực kỳ là tuyệt vời. Với cái dòng Q65Q60B này sẽ phù hợp cho gia đình nhà bác nào có cái diện tích phòng từ chỗ ngồi cho tới chỗ xem TV rơi vào khoảng 3m thì các bác để cho em dòng 65 inch này sẽ là hợp lý. Với model sản phẩm sẽ là 65Q60B, dòng TV QLED và là hàng sản xuất liên tục cho tới nay. Với dòng này thì đây là màn hình chấm lượng tử, độ nét gấp 4 lần so với dòng Full HD thông thường. Đặc biệt hơn là 100% cái giải màu chân thực với công nghệ Quantum Dot, cho nên là gì? Cho nên là các bác sẽ thấy là cái màu sắc của dòng TV Samsung này nó khá là chân thực. Đặc biệt hơn là nhiều bác hay hỏi em là chân ở vị trí trung tâm thì chất liệu của chân là chất liệu gì, thì hoàn toàn chất liệu của chân sản phẩm sẽ là chất liệu nhựa các bác nhá. Đấy ạ. Chất liệu hoàn toàn sẽ là chất liệu nhựa cho các bác này. Với cái dòng 65Q60B này có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, có Bixby hỗ trợ và điều khiển của nó sẽ là điều khiển sạc pin. Và giá hiện tại của dòng này bên em đang bán là 13.390.000, có trả góp lãi suất 0% cho các bác trong mùa Euro này các bác nhé. Tuy được đánh giá là dòng TV trong phân khúc tầm giá chung, hàng của Indo cũng được khá là nhiều khách hàng quan tâm. Và đợt này thì bên em áp dụng giảm giá thêm cho dòng TV NanoCell với model là 65 Nano 76. Với dòng TV này thì có màn thiết kế khá là tinh giản, thanh lịch, và thiết kế này nó hài hòa với khá là nhiều không gian, đặc biệt là chân bán nguyệt ở vị trí trung tâm, giúp tạo nên cho các bác một cái thiết kế khá là mới và đẹp. Vì vậy cho nên các bác để trên kệ hoặc là các bác treo tường khá là ok. Với màn hình 65 inch thì sẽ phù hợp cho nhiều không gian phòng như là phòng khách, phòng ngủ,
Với dòng này thì sẽ có bộ chip xử lý cho các bác, sẽ là bộ chip xử lý Alpha 5 Gen 5 AI 4K, giúp tự động điều chỉnh và giảm mờ nhòe để các hình ảnh hiển thị rõ nét hơn. Đồng thời với công nghệ AI Aspect Link thì nó sẽ đưa nội dung đầu vào đều sẽ được nâng cao hết cho các bác. Vì vậy cho nên là cái chất lượng hình ảnh của các bác dù được chưa được 4K hoặc là chỉ 2K thôi, nhưng thông qua cái bộ chip xử lý này nó sẽ nâng cấp cho các bác chuẩn 4K luôn. Bên cạnh đó là có giải màu rộng Nano Color, nó sẽ mang nhiều màu sắc lên trên khung hình, giúp tái hiện cho các bác cái thực tế sống động trên cái màn hình nhỏ này. Tích hợp nhiều các định dạng HDR mang đến hiệu quả tăng cường độ tương phản cũng như là màu sắc và chiều sâu. Với dòng này thì hệ điều hành của nó sẽ là hệ điều hành web OS các bác nhé. Hệ điều hành sẽ là hệ điều hành web OS, và với dòng này thì nó sẽ tương đương với cả dòng TV 65Q60B. Hiện tại mẫu này thì bên em đang bán cho các bác với giá là 12.990.000 và các bác sẽ có trả góp lãi suất 0% các bác nhé. Đó, tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và có điều khiển chuột bay cho các bác. Thì bác nào thích cái thương hiệu LG, thích hàng Indo thì các bác lựa chọn giúp em dòng 65 Nano 76 này sẽ rất là hợp lý. Và với dòng này thì sẽ là bảo hành cho các bác là 2 năm. Đó, LG ngoài mẫu này ra thì bên em cũng giảm thêm nữa cho dòng TV 55 inch với model là 55 Nano 76. Vậy là không gian của bác nào có cái diện tích rơi vào khoảng 2m thì các bác lựa chọn giúp em dòng 55 Nano 76 với giá chỉ có 10.890.000 thôi, và cũng nằm trong chuỗi chương trình khuyến mại Euro lần này cho các bác với giá rất là tốt để các bác có thể tham khảo lựa chọn. Vậy thì LG, vậy thì Samsung, vậy thì TCL đã có khuyến mại Euro rồi, vậy thì Sony bên em có áp dụng chương trình giảm giá thêm cho sản phẩm nào không? Thì mời các bác cùng theo dõi tiếp nhé. Mẫu Sony lần này thì Ecomart áp dụng giảm giá cho TV của năm 2024 với model sản phẩm là K50S30. TV Sony thì sẽ được mệnh danh là dòng TV vô cùng là sắc nét rồi. Và với dòng TV mới của năm 2024 này sẽ thiết kế cho các bác sẽ là dòng thiết kế tràn viền ba cạnh, chân kim loại hai bên chữ V cực kỳ là chắc chắn. Với dòng TV của 2024 này thì dòng này đã có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt cho các bác này, bảo hành lên tới là 2 năm, hàng của Indo, bên em bán cho các bác với giá là 13.890.000, trả góp lãi suất 0%. Vậy là trong chương trình khuyến mại Euro năm 2024 này tại Ecomart, bên em giảm giá cho khá là nhiều các mẫu TV đầy đủ của các thương hiệu để các bác có thể tham khảo và lựa chọn. Các bác cần tư vấn cụ thể hơn về chương trình, các bác có thể để lại bình luận cho Ecomart hoặc các bác liên hệ trực tiếp hotline bán hàng với số điện thoại là 0974178886 để bên em có thể tư vấn hỗ trợ gia đình nhà mình. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.